Giám đốc Vui nè, chính giờ họ đã giết vợ chú. Bây giờ tới Y Sơn rồi, chị phải giả vờ như mình không biết gì hết và bỏ chạy đi biết chưa? Chạy đi. Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu. Cậu chỉ cần tin tưởng tôi thôi. Nhớ kỹ lời tôi, hôm nay cậu chưa từng gặp Kim Y Sơn ở trong văn phòng đó. Gửi tới phóng viên Hành, nếu anh đang đọc lá thư này, có lẽ tôi đã chết rồi. Chân chung hết, anh ta đã cưỡng hiếp và làm tổn hại tôi. Và chủ tịch Seo Han Suk là người đứng sau tất cả. Bây giờ tới chúng ta phản công, chuẩn bị giúp em. Hãy bắt đầu thôi. Kim Y Sơn chết không phải là do cô ấy tự sát,